Vậy cho em hỏi anh Khai có bao giờ là F boy chưa ạ? Cũng có có gà gẫm tiền nhưng mà hello mọi người, chào mọi người đã quay lại với channel của Tiên. Và ngày hôm nay Tiên đã quay trở lại với một video mới, cũng như là đã rất là lâu rồi Tiên mới quay lại làm video với người yêu của Tiên. Không có, tại vì 4-5 tháng dịch này tụi mình rất là ít gặp nhau cho nên cũng không có thời gian để có thể ngồi xuống quay phim như lần ngày hôm nay. Theo một cái chủ đề mà Tiên hỏi ở trên Instagram rất là nhiều thì các bạn rất là concern và cũng như là rất là muốn tìm hiểu thêm về cái vấn đề này. Và đây cũng sẽ là một cái video khá là thú vị để các bạn có thể nghe được từ khía cạnh của một người con trai mà có thể giải thích được tất cả các đáp giải đáp được những cái thắc mắc của mọi người. Ok mọi người, bây giờ thì Tiên sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Một câu nhiều lắm mọi người, nhưng mà đây là sẽ là câu hỏi mà Khai sẽ trả lời rất là chân thành, là những cái câu hỏi này sẽ liên quan tới những bạn F-boy như cái chủ đề lần trước Tiên có chia sẻ với mọi người. Thì mọi người đang rất là hứng thú về cái chủ đề này thì ngày hôm nay được nghe từ một người đã từng trải qua những giai đoạn đó trong cuộc đời thì mọi người sẽ tìm hiểu thêm được một chút xíu về cái này. Ok, đâu con nhiều hỏi câu là vậy cho em hỏi anh Khai có bao giờ là F-boy chưa ạ? Giải thích anh là F-boy là như thế nào? Ok ok, đối với anh thôi cái này thì nó chia làm hai câu hỏi đi. Thì câu thứ nhất, F-boy là gì? Thì nói chung theo định nghĩa của Kyle thì một bạn F-boy là một bạn thích khá là nhiều người, và cho dù biết được là mình không có thích đâu, không nhé, cũng vừa thích và muốn làm cái gì đó, muốn làm cái gì đó với rất là nhiều bạn nữ, nhưng mà không muốn gọi là quen, đúng rồi, không muốn quen, ý là muốn qua đường mập mờ, đúng rồi, nói chung là mập mờ vui vẻ. Và không muốn cho bạn nữ đó biết được là cái ý định của mình làm là gì, cứ lúc nào cũng mập mờ, có lúc thì nói là anh muốn quen em, có lúc thì không. Kiểu anh có bao giờ nói anh muốn quen em đâu? Cái gì? Anh đâu có bao giờ nói anh muốn quen em đâu? Em hả? Không phải, ý là nói á. Ừ thì anh đâu có bao giờ nói là oh my god, I really wanna date you, no. Không, nhưng mà cái này Kyle đang không nói bản thân mình. Kyle đang định nghĩa cái từ fuckboy là gì và thường họ sẽ làm cái gì. Thì họ sẽ thường họ nói là anh muốn quen em chỉ để ngủ với bạn. Thì thường cái đó là một khái niệm của một bạn fuckboy. Còn về cái câu hỏi thứ hai á, là anh đã từng làm fuckboy chưa ạ? Anh đã từng là fuckboy chưa hả? Anh thì anh nghĩ là và định nghĩa đối với bản thân anh, nếu mà khi mà anh là fuckboy là anh làm cái gì, anh có những hành động gì? Ok, thì nói thiệt thì Kyle không nghĩ là Kyle là fuckboy, nhưng mà ý là hồi lúc Kyle vẫn muốn nói chung là gặp nhiều người, đúng rồi, gặp gỡ nhiều người, nói chuyện với nhiều người hơn. Và lúc đó trong tâm trí Kyle không có ý định muốn quen ai hết, nhưng mà Kyle thấy á, cái điều khác biệt á giữa Kyle á và một bạn fuckboy á thì là Kyle nói thẳng với cái bạn nữ mà lúc đó Kyle đang nói chuyện luôn, là nói chung là Kyle chỉ nói là hiện tại á mình chỉ có ý định nói chung là đi chơi, quen biết, tìm hiểu thôi. Mặc dù có làm những cái gì đó khác nhưng mà mình không có ý định lâu dài, mà mình thường mình nói thẳng ra với bạn nữ luôn, nếu mà bạn nữ không thích thì thôi mình đi kiếm bạn khác. Anh đâu nói gì em? Thì tại vì anh biết là anh sẽ quen em mà. Thôi đừng có xạo. Thật mà Tiền cũng cái hồi đó Tiền bị trap mọi người. Tiền bị trap, hồi đó là chia tay rồi mọi người. Nhưng mà hả quên Mỹ cái Tiền, trời Tiền không biết sao Tiền lú quá, bị trap mọi người. Nói chung là cái thời bên Mỹ thì ghê lắm, bên Mỹ không như bây giờ đâu. Quen cái vibe kiểu bên Mỹ nên ok, có thể là lúc đó Kyle có là fuckboy và cũng có gà gẫm tiền nhưng mà anh thấy con trai vô tâm với cảm giác của bạn nữ thì như thế nào ạ? Mặc dù ngày nào cũng nhắn tin nói yêu hết. Đó cái đó là một trong những cái mà thiệt sự là định hình cái từ fuckboy á, là những bạn lúc mà nhắn tin á, lúc mà nói chuyện á thì rất là ngọt, rất là tỏ vẻ ra quan tâm, nhưng mà thực chất họ chỉ muốn một cái gì đó khác thôi. Và anh thì nói nhưng chung mà nó không có nói yêu, đúng rồi, cái hồ á được cái là cái hồ sẽ không bao giờ nói yêu ai hết á. Và cái hồ bây giờ nói là I love you hay là I love you luôn, yeah, chỉ nhắn tin rồi kiểu là you're cute.
Dạ, nói chung là gạ gạ chọc chọc thôi, nhưng mà không bao giờ nói là anh yêu em lắm, anh thích em lắm, em phải là của anh này nọ. Không bao giờ. Tiếc mỹ rồi, rồi. Tiếc mỹ rồi mọi người ơi. Sợ lắm. Cái câu hỏi là cái gì vậy? Ý là bạn trai vô tâm thì anh nghĩ như thế nào? Bạn trai vô tâm mà phần... ngày nào cũng nhắn yêu nhau, yêu I love you này nọ. Yeah, thì Kao, thiệt sự Kao là con trai mà Kao còn không hiểu được cái kiểu đó. Nhưng mà nếu mà là Kao đặt trường hợp Kao với cái thằng đó thì Kao nghĩ bạn đó làm như vậy là tại vì bạn đó vẫn muốn nói chuyện vừa với bạn và vừa với rất nhiều người và không muốn mất ai hết. Nói chung là vừa muốn nói chuyện với 5 đứa con gái khác mà không muốn mất 4 đứa còn lại. Anh có vậy không? Bé hỏi, cái đó là một câu khác rồi. Ờ, nhưng mà như vậy không có gì. Anh nói chuyện người nào mình sợ mất bốn người kia, như anh đâu có vậy đâu. Không thì em thấy không quan tâm ai á, anh nói chuyện gì nếu mà con nhỏ đó không thích nữa thì ok bye bye. Rồi, tính yeah, thì... mọi người. Hồi xưa là kiểu cũng nói chuyện với nhiều người, xong rồi cái nhỏ này nói, ủa sao mày nói chuyện với mấy đứa khác vậy, thì Kao kiểu ok, sorry. Không, tại vì lúc đầu á là Kao đã nói thẳng với người ta rồi là cái mà Kao làm, giống như nói chuyện với bạn á, Kao vẫn có thể nói chuyện với rất là nhiều khác, người khác. Và Kao sẽ làm như vậy chứ không phải là Kao nói chuyện với một mình bạn. Chị yêu mình em. Đúng rồi, Kao sẽ không bao giờ yêu một mình bạn đó hay là thích một mình bạn đó hết. Tại vì Kao muốn, nói chung là không muốn bị ràng buộc ở mỗi quan hệ nhất. Mình muốn cái những cái mối quan hệ mình rộng mọi người. Mình you know là biết cái chứ không á. Chán lắm, mình phải một người là mình yêu 5 người, 6 người, 10 người gì đó. Nhưng mà cái điểm khác biệt á là Kao không có yêu. Kao cũng không phải là gọi là quá thích, Kao chỉ là nói thẳng ra là chỉ muốn vui thôi. Kao thực sự là vẫn lúc đó Kao vẫn muốn cái cuộc sống single của Kao và không muốn quen một người nào hết. Nên nếu bạn nữ này thích Kao thì Kao cũng ok. Xong rồi mỗi tuần chán thì em cũng thích. Dạ anh cũng thương em. Okay. Tiếp theo là vậy thì đối với anh, một fuck boy có thể trở thành một good boy hay không? Yeah. Kao nghĩ á, thật sự á, fuckboy chỉ là một cái phase trong một khoảng thời gian, giống như định hình một người con trai á. Tại vì một fuckboy á, Kao chắc luôn sẽ có một thời gian bạn nó gặp được một người mà bạn đó thực sự là thích, thực sự là yêu. Thì of course fuckboy có thể trở thành good boy, mà cái đó là chuyện rất là bình thường. Thì cái này á, Kao cũng nói thẳng luôn á, là fuckboy á, thường á, khi mà Kao áp dụng cho bản thân mình á, Kao không muốn dùng cái từ fuckboy, nhưng mà Kao dùng cái từ là mình muốn tìm hiểu nhiều người để tìm được người đúng nhất, đúng không? Anh đừng có sao đi. Thiệt mà chứ gì nữa. Of course it is like that. Nó thì là anh kiếm được người đó chưa? Rồi, thì nên bây giờ mình mới quay cái video này nè. Thật ra là hồi xưa thật, tại vì Tiên đã trải qua cùng Kao từ cái thời mà Kao chưa là F-boy. Từ cái thời mà không biết cái gì hết mọi người. Từ cái thời mà non trẹt á, thì thật sự là cái tính Kao từ ngày xưa là một người thật sự là rất là đàng hoàng, rất là kiểu tử tế, hiền, rất hiền, cho đến khi đi Mỹ. Đi Mỹ là thay đổi một trời, bầu trời thay đổi luôn. Như năm đầu tiên ở với Tiên á thì khác, là rất là còn quen nhau, nhưng mà từ cái lúc mà chia tay Tiên xong là bắt đầu là Tiên không nhận ra luôn. Như là một năm gặp lại là Tiên kiểu wow, who is this? Để Kao đính chính lại á, cho dù khoảng thời gian mình Mỹ lúc mà chia tay Tiên rồi á, thì đúng là ok, lúc đó Kao có fuck around này nọ, nhưng mà Kao thề luôn là mình vẫn đàng hoàng, mình luôn nói với người ta là mình muốn cái gì, chứ mình không có cái kiểu giống như cái kiểu mà má đúng fuckboy là nói anh yêu em nhiều quá xong rồi nói vậy với 10 con khác nhau. Dạ, lắm rồi. Kao không làm được cái đó, thì Kao chỉ nói đúng Kao thì không vậy. Thì hồi đó Tiên bị trap, Kao cũng không nói không. Hồi đó Kao nói Tiên câu này mình nhớ bây giờ, Tiên là Kao nói là I can fuck around with a lot of people but not you. Yeah, that's why Tiên is here. Bây giờ Tiên đang ở đây nè. Có nghĩa là lúc đó là Tiên cũng muốn kiểu chơi, lúc đó quay lại, nhưng mà kiểu cũng đẩy đưa thì cũng lúc cũng muốn kiểu như vậy, nhưng mà Kao lúc đó kiểu như là không biết tại sao là Kao không có chịu như vậy, mà kiểu mấy con khác thì ok, còn đối với Tiên thì lúc đó kiểu như là mình là bạn thì mình giữ là bạn thôi, mình đừng có vượt qua cái mức đó giống vậy. Tiên không biết tại sao, maybe là tại vì Tiên là một cũ của Kao cho nên là nó rất là khó để có thể như vậy. Cách để fuckboy gây chú ý có nghĩa là những cái người đó, người ta sẽ chú ý cái gì ở những người bạn con gái, hay là con nào cũng là như con nào? Có nghĩa là fuckboy sẽ chú ý cái gì ở một người con gái đúng không? Ừ, ừ. Thì cái này thì nói ra thì hơi thô, nhưng mà Kao nghĩ là yeah, tại vì thường nếu mà Kao kiểu chỉ muốn you know fuck around
thì of course ngoại hình là cái rất là quan trọng. Thì mình nhìn mặt trước xong rồi mình mới nhìn body đúng không? Thì chỉ có nhìn bên trong không anh? Nội tâm không quan tâm đúng không? Nhìn bên trong nào? Bên trong áo hay là không. Bên trong tim? Nói cái gì vậy? Em đang nói là bên trong. Bên trong tâm trí, tâm trong tâm trí có quan tâm cái đó, tới cái đó không hay là nếu mà thấy một chỗ này đẹp rồi ok. Yeah no, không, Carol nghĩ đối với Carol thì Carol sẽ không nhìn, không quan trọng về cái gọi là cái tính tình, tại vì Carol biết mình chỉ này nọ với bạn này trong vòng 1-2 tuần thôi, thì tại sao mình phải quan tâm về, tại vì cái mục đích của mình đối với bạn đó nó không phải là tìm hiểu về tính tình mà chỉ là vui chơi thôi. Nếu mọi người muốn mà cũng như là yêu nghịch với bộ yêu luôn á, mọi người phải có ngoại hình với bên trong luôn. Không, not really. Cái này là sai nha. Nè, mọi người nên nhớ là fuckboy khi mà họ tìm bạn chỉ để fuck thôi á, thì nó là một cái khác. Còn khi mà fuckboy mà biết giống như là tìm hiểu được một người mà mình thật nhưng sự thích. Nhưng mà tại sao em thấy toàn những người fuckboy tới với em là toàn kêu yêu rồi muốn quen không mà toàn fuckboy không á? Thì tại sao? Ý là tại sao? Tại sao hả? Thì đó là một cái chiêu trò mà mọi người hiểu không? Giống như là anh không có chiêu trò với bé. Nhưng mà cái đó là một cái chiêu trò mà thường fuckboy sẽ dùng, có nghĩa là họ sẽ đánh vào tâm lý. Đúng là họ thích về ngoại hình nhưng họ đánh về tâm lý của phụ nữ. À, đúng không? Có nghĩa là họ sẽ nói là quá là tuyệt vời. Có nghĩa là làm sao mà cho nó ngọt hết sức có thể. Không có ai được như em. Con gái á, yêu bằng tay chứ không có yêu bằng mắt. Đó mọi người. Cho nên nó bịch cái tao lại cho tôi nha. Cái này là tao cũng táo lên bây giờ. Ok, từ vào tiếp. Nhiều lắm. Để em hỏi tiếp còn nhiều hay đó. Con trai thích mà không nói có phải là chưa thích mình lắm đúng không ạ? Cũng không hẳn. Tại vì thường hồi lúc ở bên Mỹ Cao cũng thích nhiều bạn nhưng Cao cũng không nói. Tại vì... Cao chảnh rồi mọi người. Không, Cao không phải là chảnh. Cao đâu có bao giờ nói Cao thích ai. Nổ, Cao nói Cao thích rất là nhiều người. Ai nói rồi nào? Yeah, ở bên Mỹ mà. Thì anh không nói là anh thích em. Oh shit. Too bad. Không, Cao nghĩ là cho dù có thích thì nếu mà không muốn nói thì có nghĩa là một á, có nghĩa là ngại, thì quá ngại để nói. Hai là không đủ thích để nói. Cái hai nhiều hơn nhưng mà ngại thì cũng có, giống như đặt Kèo vào trường hợp đó đi thì cũng có lúc Kèo sẽ ngại đúng không, cũng sẽ có lúc Kèo sẽ không muốn là người ngỏ không, tình. Không, có nghĩa là con trai tiên thấy là khi mà họ tỏ tình, lúc mà họ cảm thấy như họ chắc chắn là người đó cũng thích họ lại. Nè đúng rồi, cái đó còn Kèo gọi là quy luật á, là đèn xanh đèn đỏ mọi người. Thì á mình phải từ từ cho tới khi mà mình thấy được những cái dấu hiệu đèn xanh của người bạn nữ đó thì lúc đó mình mới ngỏ ý. Chứ mà bây giờ bạn chỉ thấy, bạn không thấy nhiều đèn xanh đi mà bạn ngỏ ý liền thì có thể người đó sẽ không có thích bạn, thì lúc đó sẽ rất là awkward. Nên thôi thà mấy ba cái đèn xanh rồi mình nhảy vô luôn, còn hơn là đèn đỏ đèn xanh. Yeah. Ok, có một câu nữa là con trai khi quen lâu có cảm thấy chán không? Cái này Cao nghĩ không chỉ có con trai mà là con gái luôn. Cái này là con người luôn á mọi người. Tại vì con người khi mà quen tới một cái mức mà từ 6 tới 10 năm á, 80% đều chán hết. Trừ khi bạn cưới. Còn nếu mà quen mà chỉ quen bạn trai bạn gái thôi á, thì thiệt sự sẽ có ngày chia tay. Cái này là nói thiệt. Tiên nghĩ là Tiên không thể nào quen ai trên 5 năm hoặc 6 năm mà Tiên không cưới người đó. Yeah. Độ tuổi bây giờ nè. Ví dụ như hồi xưa thì không nói, hồi xưa thì còn quá trẻ. Ví dụ 17, 18 thì Tiên không nói. Nhưng mà ý là bây giờ mà quen ai mà 5, 6 năm rồi mà người ta không hỏi cưới thì chắc Tiên cũng rất là khó để có thể tiếp tục quen. Mình quen nhiều năm mà? Mới có 1 năm. À, mới có 1 năm à? Bây giờ tính ngày xưa giờ đúng không? Mình không tính 8 xưa. Năm rồi, bây giờ hơn 5 năm rồi. Chích bà 8 năm rồi đó mọi người. Nhưng mà ý là thật sự là như vậy. Tại vì còn nếu mình hỏi là có chán hay không thì Tiên nghĩ là tùy vào cái người đối phương của Tiên là ai. Giống như là Tiên có thể quen cái người, một cái người trước của Tiên mà Tiên quen 1 tháng rồi Tiên cảm thấy như là má nó tết tận tay rồi. Nhưng mà quen mà Tiên nhìn mặt Kèo chắc 8 năm nay rồi mà Tiên vẫn thấy nó không thấy chán, thấy nó rất là giống như là ngày đầu mới yêu vậy, không biết nói gì, có nghe nó too much không, nhưng mà Tiên thật sự cảm thấy vậy. Thì maybe là tại vì đây là người mà Tiên cảm thấy là sẽ lâu dài, cho nên là cái này câu này là bên này bị tao nói mấy lần rồi, việc like hay thả tim các bạn nữ khác có quan trọng lắm không chị, nếu chỉ like thôi thì sao ạ?
Carol nghĩ á, việc mà con trai like hình con gái á, là chuyện rất là bình thường. Nếu mà bạn gái nào á, mà bị gọi là insecure, bị offended, bị gọi là insecure đó, ý là không có tự tin về bản thân. Không không, ý là bị giống như nếu mà bạn gái nào mà không thích con trai mình like hình của con gái khác á, thì thường bạn gái đó nói thẳng ra á, là không tự tin vào bản thân của mình. Và thiệt sự Carol thì cho dù hình giống như bộ Carol đi like hình trai này nọ, Carol cũng chả quan tâm, tại vì nhưng mà anh có thấy vậy là người ta nghĩ là mình không quan tâm không? Not really. Cái này á, thiệt sự cái việc mà giận nhau vì bồ like hình gái là một cái chuyện rất là tiểu học. Hồi xưa rất là tiểu học luôn á. Hồi xưa tin là mọi người add những người không liên, không tin, không thể tao add mà cũng không quen ai, cũng add friend Facebook. Thì add thôi, that's the point. Kiểu thì mình add thôi, giống như không phải là quen biết nhưng mà quen qua bạn của bạn đúng không? Thì vẫn add là chuyện rất là bình thường. Hồi xưa mà tin thấy vậy là tin chửi. Hồi xưa mà like hình gái là tin chửi. Còn bây giờ hả? Yeah. Làm gì? Xả láng. Nói chung là Carol một khi mà giống như nếu mà bạn gái Carol mà bực mình khi Carol like hình của con gái khác á, thì Carol nói thẳng á, bây giờ em không yêu được, em không yêu. Tại vì cái này là chuyện rất là bình thường, nếu mà em có cái tính trẻ con này anh không quen em được. Nên vậy thôi, bạn nào tôi nghĩ là like hình đó, like hình nó không phải là cái gì mà quá lắm á mọi người đừng suy nghĩ quá nhiều, nó chỉ là like thôi á. Tại vì thật sự Tiên cũng like hình những người khác và những con trai chẳng hạn, thì Tiên thấy là like tại cái tấm nó đẹp thôi mọi người. Thiệt là chị nghĩ như vậy, đơn giản là như vậy thôi, nhưng mà đôi khi nhiều bạn thì sẽ cảm thấy như là tự ti là ồ anh like hình con này như là anh thích nó đúng không, anh follow nó anh thích nó đúng không. Thật ra thì á, đối với Tiên á, follow bộ mình follow những người con gái là bạn á thì Tiên hoàn toàn ok, nhưng mà follow những người con gái không phải là bạn, cũng không quen biết, cũng không biết là ai á, thì coi mày coi chùm tao. Mày coi chùm tao lên hiểu không? Ok mọi người, vậy là đã hết video này. Mong mọi người sẽ có thêm nhiều tip cũng như là biết thêm về nếu mà những bạn trai đó, bạn cách cư xử của những bạn đó như thế nào, thì mọi người có thể hiểu rõ hơn từ một khía cạnh của người con trai. Tại vì Tiên hôm trước của Tiên thì là Tiên là một khía cạnh của người con gái, cho nên là có thể là nó hơi bị one-sided, nó hơi bị một bên một chút. Nhưng mà hôm nay có bên đàn trai thì sẽ giải thích dễ hơn cho mọi người hiểu. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem hết cái video ngày hôm nay cùng Tiên và Kylo, và hãy follow Hello. Cũng như là Tiên ở trên Instagram, cũng như là subscribe YouTube của cả hai, và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nha. Bye bye. Bye.